Chào các bạn, kế bên mình đây là chiếc máy tính HP Elite One 800G4. Đây là dòng máy tính tất cả trong một, có một cái thiết kế rất là hiện đại và nhiều cái tính năng khá là thú vị sau vài ngày mà mình trải nghiệm. Thì bây giờ mời các bạn xem video này để khám phá xem chiếc máy tính này có gì hay. Cái điểm ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhìn thấy chiếc máy này đó chính là một cái viền màn hình rất là mỏng. Như các bạn biết là những cái mẫu máy tính all-in-one trên thị trường thì rất hiếm những cái chiếc máy nào có cái màn hình mà nó có cái độ mỏng như vậy. Viền ở ba cạnh nó chỉ mỏng chưa tới 1cm, đó là cái điểm ấn tượng nhất mà khi mà mình nhìn thấy chiếc máy này. Ngoài ra ở bên dưới chính là một cái dải loa có công nghệ âm thanh của B&O. Đây là cái hãng mà đã hợp tác với HP trong thời gian gần đây. Nó mang lại một cái trải nghiệm âm thanh khá là tốt. Đặc biệt là khi mà loa hướng đến người nghe thì những cái câu chuyện đàm thoại dùng Skype hay là dùng những cái ứng dụng gọi video call thì nó rất là rõ ràng. Điểm ấn tượng tiếp theo của chiếc máy tính này đó chính là phần chân đế được thiết kế rất là đặc biệt. Thông thường những mẫu máy tính tất cả trong một thường gặp một vấn đề là cụm màn hình với máy nó quá nặng, nó khiến cho cái phần chân đế thường không có thể di chuyển và cũng như là cái sự chắc chắn nó không có. Thì trên cái chiếc desktop all-in-one này thì mình nhận ra là cái màn hình và cái cụm máy nó khá là nhẹ và cái phần chân đế cực kỳ chắc chắn. Đầu tiên là bạn có thể xoay theo nhiều chiều để chúng ta có thể thay đổi cái góc nhìn cho phù hợp. Ngoài ra thì nguyên một cái cụm máy và màn hình như vậy bạn có thể đặt xuống ở một cái không gian rất là vừa phải. Trong trường hợp mà bàn làm việc của bạn có cái ghế thấp thì màn hình khi mà đặt xuống như vậy nó rất là phù hợp với cái tầm nhìn trong những cái công việc hàng ngày. Từ đó nó tạo cho chúng ta một cái góc nhìn rất là tốt khi mà sử dụng để gõ văn bản hay là cũng như là xử lý các công việc hàng ngày. HP Elite One 800G4 sở hữu một cái màn hình 24 inch có độ phân giải là Full HD. Cái độ phân giải thì có thể là nó hơi thấp so với mặt bằng chung, nhưng cái màn hình này nó có thể hiện được một cái dải màu 98% sRGB. Rất là hiếm những mẫu máy tính all-in-one trên thị trường có cái độ màu lớn như vậy, thì nó tạo cho chúng ta cái khả năng xử lý ảnh tốt hơn, màu sắc đa dạng hơn và chính xác hơn. Mang một cái thiết kế đơn giản nhưng chiếc Elite One 800G4 này đã được HP rất trau chuốt đến từng chi tiết. Đầu tiên là vấn đề bảo mật, đó chính là cảm biến vân tay một chạm nằm ở mặt bên hông phải. Và ngay bên dưới đó là một phím nguồn. Khi mà phím nguồn đặt ở bên dưới như thế này thì cái tính bảo mật khá là cao, khi mà bạn sẽ ít bị cái hiện tượng là bị người khác gọi là bấm nhầm nút. Ngoài ra thì các bạn thấy là cái màn hình viền mỏng này thì chúng ta sẽ không thấy cái webcam ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì nó được ẩn bên dưới. Đây, mình bật cái webcam lên. Thì cái webcam này nó cũng sẽ hỗ trợ cái tính năng Windows Hello để đăng nhập bằng khuôn mặt. Ngoài ra, một cái điểm độc đáo nữa trên cái chiếc webcam này đó chính là nó hỗ trợ cả camera sau. Thì với camera sau như vậy thì một số doanh nghiệp có thể sử dụng chính cái camera sau này để chụp ảnh chân dung khách hàng. Ví dụ như là ở tiệm Viettel hay là Mobifone đó, họ hay lấy thông tin khách hàng bằng cách như vậy. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng video call hai người cũng như là kết hợp với nhiều người sử dụng để có thể có một cái câu chuyện đàm thoại hay là cuộc hội nghị rất là dễ dàng. Chưa hết, HP còn trang bị hai cổng headphone để hai người với hai camera riêng biệt có thể hòa mình vào chung một cái cuộc họp, rất là tiện lợi trong những cái công việc của văn phòng. Như cái phần chân đế mình nói ngay từ đầu video thì HP Elite One 800G4 còn có khả năng lật màn hình và ngửa lên trời để cho chúng ta có thể thực hiện những cuộc hội họp hoặc là tương tác trên màn hình cảm ứng đối với phiên bản sử dụng cấu hình là Core i7. Ngoài ra ngay bên dưới đó bạn có thể thấy là hai cổng kết nối USB-A. Trong đó có một cổng hỗ trợ sạc khi mà máy tắt, đồng thời cũng có khe đọc thẻ nhớ SD và cổng USB-C 3.1. Ngoài ra ở phía sau đó chúng ta còn 4 cổng USB cũng như là các kết nối cho màn hình bên ngoài như DisplayPort cũng như là HDMI. Nhìn chung thì những cái cổng kết nối trên chiếc máy tính này là có đầy đủ hết, thậm chí cả ổ đĩa CD vẫn còn tồn tại trên chiếc máy tính này. Bàn phím đi kèm trên HP Elite One 800G4 sử dụng một cái receiver USB. Chính vì vậy mà chúng ta có thể kết nối và pair hai thiết bị cùng với nhau sẵn. Chúng ta không cần phải những cái thiết lập phức tạp bằng kết nối Bluetooth. Thì trên bàn phím này thì cái cảm giác gõ cũng khá là dễ chịu, độ ồn thấp. Nhưng mà mình chỉ không hài lòng là thiết kế các biểu tượng phím âm lượng thì nó hơi bất hợp lý một xíu. Phím F8 với F9 thì nó lại rời xa nhau ra, nó hơi bất hợp lý so với một thiết kế tổng thể. Về cấu hình, HP Elite One 800G4 phiên bản mức giá 24 triệu đồng sử dụng CPU Core i5-8500 với mức xung nhịp là 3G và có 6 nhân. Thì cái CPU này là CPU 65W, không phải là loại có chữ T ở đằng sau, có mức tiêu thụ điện là 35W, cho nên nó sẽ đem lại cái hiệu năng tốt hơn so với những dòng tiết kiệm năng lượng 35W. Ngoài ra RAM của chiếc máy này là 8GB DDR4, đồ họa Intel UHD 630 và ổ cứng HDD 1TB.
Có lẽ khi mà bạn nghe cái cấu hình chiếc máy này thì cái điểm yếu lớn nhất đó chính là về ổ cứng HDD, thì nó sẽ có cái tốc độ truy xuất dữ liệu không cao. Nhưng đây là dòng máy tính hướng đến doanh nghiệp, cho nên cái dung lượng ổ cứng sẽ là cái ưu tiên hàng đầu dành cho những cái lựa chọn trong môi trường doanh nghiệp. Với mức giá từ 24 triệu đồng, HP Elite One 800G4 là một cái lựa chọn dành cho những doanh nghiệp, những văn phòng có thiết kế hiện đại bởi một cái sự ấn tượng từ cái màn hình ngay từ bên ngoài. Đồng thời thì chiếc máy tính này có một cái màn hình có độ phủ màu rất là tốt, vì vậy có thể xử lý những cái công việc văn phòng cũng như là xử lý đồ họa tốt hơn so với những máy All-in-One hiện có trên thị trường. Ngoài ra, phiên bản hỗ trợ màn hình cảm ứng sử dụng cấu hình là Core i7 sẽ có mức giá là 38 triệu đồng, sẽ dành cho những người có nhu cầu xử lý đồ họa cao hơn. Xin chào và cảm ơn các bạn.